Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên đầu giờ chiều hôm nay, thứ năm ngày 6 tháng 6 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch đầu giờ chiều nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Ở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới tiếp tục trong xuống tăng mạnh với tỷ lệ tăng là 0,53%, giao dịch ở mức 2.367,7 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ giảm nhẹ đứng ở mức 104,06 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống giảm nhẹ, giao dịch ở mức 71.100 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giao dịch ở mức 4,299% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng, giá dầu thô trong xuống tăng đứng ở mức 74,5 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường và trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường và thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới tăng trong bối cảnh các nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu việc làm tháng 5 năm 2024 của Mỹ để xác định liệu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed có thể cắt giảm lãi suất sớm hơn dự kiến trong năm nay hay không. Với số lượng việc làm khu vực tư nhân của Mỹ tăng ít hơn dự kiến trong tháng 5 năm 2024, trong khi dữ liệu của tháng trước được điều chỉnh hạ, các nhà đầu tư hiện tại đang chờ đợi báo cáo việc làm tháng 5 trong lĩnh vực phi nông nghiệp của Mỹ. Dự kiến sẽ được Bộ Lao động nước này công bố trong ngày 7 tháng 6 theo giờ Mỹ để đánh giá sức khỏe nền kinh tế lớn nhất thế giới và xem liệu rằng nó có thể ngăn cản Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9 năm nay hay không. Fed được dự đoán sẽ cắt giảm lãi suất cơ bản vào cuộc họp tháng 9 tới đây và một lần nữa trong năm nay. Theo CME FedWatch, các nhà giao dịch hiện tại đang đặt cược có đến 70% khả năng lãi suất sẽ được giảm vào tháng 9. Lãi suất thấp hơn làm giảm đi chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, vốn là một tài sản không sinh lời. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu hay gọi là ECB gần như chắc chắn sẽ cắt giảm lãi suất từ mức cao kỷ lục trong cuộc họp diễn ra trong ngày hôm nay và có thể thừa nhận rằng họ đã đạt tiến bộ trong nỗ lực chống lại lạm phát. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Trong phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay, Ngân hàng Nhà nước công bố giá bán vàng trực tiếp cho 4 ngân hàng quốc doanh và công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn với mức giá 75,98 triệu đồng trên một lượng. Như vậy là tiếp tục hạ 1 triệu đồng trên một lượng so với ngày hôm qua. Tính chung cho 7 ngày qua, mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm tới 13 triệu đồng, tương ứng mức điều chỉnh giảm hơn 14% nếu so với mức đỉnh lập được là 92,4 triệu đồng trên lượng. Hiện tại thì mỗi lượng vàng miếng đã giảm hơn 16 triệu đồng trên lượng. Ngân hàng Nhà nước khẳng định, nhà điều hành đang nỗ lực thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng trên thị trường thế giới, nên giá bán vàng của các ngân hàng thương mại nhà nước và SJC có thể còn giảm trong thời gian tới. Ngoài ra, những ngày gần đây, người dân liên tục đổ đến chi nhánh các ngân hàng và công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn để mua vàng sau khi cơ quan quản lý dùng biện pháp bình ổn mới. Lượng đặt quá lớn khiến ngân hàng luôn trong tình trạng hết vàng sớm. Với mức giá ở thời điểm này, giá vàng trên thị trường thế giới sau khi quy đổi tương đương khoảng 72,93 triệu đồng trên một lượng. Như vậy là chỉ còn thấp hơn giá vàng miếng SJC trong nước tại chợ bán ra ở vào khoảng 4,05 triệu đồng trên một lượng. Một mức chênh lệch rất ấn tượng, trong khi trước đó thường là 18 cho đến 20 triệu đồng trên một lượng. Trở lại với bảng giá vàng trong nước trong phiên giao dịch đầu giờ chiều nay, nhìn chung thì mặt hàng vàng miếng SJC trong nước thì tiếp đà giảm mạnh, mặt hàng vàng nhẫn thì tiếp tục duy trì xuống tăng trong phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay. Chi tiết của bảng giá này, kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn ngay sau phần cuối của bản tin này. Còn đối thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ căn hàng thương mại mua vào mức 25.183 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.453 đồng trên một đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 25.590 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.680 đồng trên một đô la Mỹ, tăng 30 đồng trên một đô la Mỹ mua vào, giảm 20 đồng trên một đô la Mỹ bán ra. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước hiện tại, sau đây là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch đầu giờ chiều nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng, mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000, giảm 1.800.000 đồng trên một lượng mua vào, 1 triệu đồng trên một lượng bán ra, hay là giảm 180.000 đồng trên một chỉ chiều mua, 100.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán ra hiện tại lại đẩy lên mức 2 triệu đồng trên một lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000, giảm 180.000 chiều mua vào, 100.000 ở chiều bán ra. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000, giảm 190.000 chiều mua, 100.000 ở chiều bán ra.
PNC Hồ Chí Minh và PNC Hà Nội mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000, giảm 150.000 chiều mua vào, 100.000 ở chiều bán ra. Phú Quý SCC mua vào 7.550.000, bán ra 7.698.000, giảm 150.000 chiều mua, 100.000 ở chiều bán. Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.550.000, bán ra 7.698.000, giảm 150.000 chiều mua vào, 100.000 ở chiều bán ra. My Hồng SCC mua vào 7.600.000, bán ra 7.698.000, giảm 80.000 chiều mua vào, 100.000 ở chiều bán ra. Tiếp theo là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 7.498.000, bán ra 7.970.000, giảm 180.000 ở chiều mua, giảm 28.000 ở chiều bán. Ngân hàng TPBankGold mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000, giảm 190.000 mua vào, 100.000 ở chiều bán ra. Ngân hàng VietinBank bán ra 7.698.000, cũng giảm 100.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán ra so với ngày hôm qua. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác hiện tại cũng giảm rất mạnh, giảm 1.800.000 đồng trên một lượng mua vào, 1.000.000 đồng trên một lượng bán ra, hay là giảm 180.000 đồng trên một chỉ chiều mua, 100.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. Chênh lệch giữa hai chiều mua vào chiều bán ra cũng đang ở mức 2.000.000 đồng trên lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. SJC Huế mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. SJC Bạc Liêu mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. SJC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. Cùng là giá nhận một số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác, thời điểm này tăng khá mạnh trong khoảng từ 125 đến 300.000 đồng trên một lượng, hay tăng trong khoảng 12.500 đến 30.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng và đang được niêm yết như sau. Nhận một số 9 từ 1 đến 5 chỉ, mua vào 7.350.000, bán ra 7.510.000. Nhận một số 9 loại nửa chỉ, mua vào 7.350.000, bán ra 7.520.000. Vàng 4 số 9, mua vào 7.330.000, bán ra 7.430.000. Cùng tăng 30.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào chiều bán ra với 3 loại vàng này. Vàng 24K, mua vào 7.156.4 nghìn, bán ra 7.356.4 nghìn, tăng 29.700 ở chiều vào và chiều bán. Vàng 18K mua vào 5.338.1 nghìn, bán ra 5.588.1 nghìn, tăng 22.500 ở chiều vào và chiều bán ra. Vàng 14K mua vào 4.097.1 nghìn, bán ra 4.347.1 nghìn. Vàng 10K mua vào 2.863.6 nghìn, bán ra 3.113.6 nghìn. Nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.423 nghìn, bán ra 7.548 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được kênh liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.